Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2020 và cũng là ngày cuối cùng của tháng 7 năm 2020. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm bên mình, các bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay bên em giới thiệu các bạn là chiếc iPhone X. Hình thức con này thì là máy đẹp là 90/90% các bạn nhé. Con này thì máy màu đen, hình thức là đẹp 90/90%. Con này thì là máy gì nhỉ? Tình trạng con này thì là máy bị mất Face ID các bạn nhé. Đây, máy bị mất Face ID này. Đấy. Mất Face ID nhé. Đấy. Mất Face ID. Còn mọi chức năng khác thì dùng bình thường. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách. Con này thì là gì nhỉ? Main zin, màn zin nhé các bạn nhé. Đấy. Đây mình sẽ xem phần trăm pin cho các bạn là bao nhiêu phần trăm nhé. Tình trạng pin con này là 86% này. Đấy, tình trạng pin 86%. Đấy, iPhone X đấy. iPhone X con này là bản 64GB nhá. iPhone X con này là bản 64GB các bạn nhá. Đấy, iPhone X 64GB. Đấy. Máy đẹp là 90/90% các bạn nhé. Đây, máy màu đen rất là đẹp ạ. Đấy, iPhone X. Nói chung là những sản phẩm iPhone X thì các bạn cũng đã rõ rồi. Con này thì là tình trạng là máy là main zin màn zin chỉ bị mất mỗi Face ID thôi nha các bạn nhé. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 7.500.000. Đấy, thị trường đang bán con mất X mất Face ID này rất là nhiều các bạn nhé. Thì họ đang bán màn lô là với giá là cũng gần 7 triệu đấy các bạn nhé. Màn X màn lô thì cũng là gần 7 triệu đồng nhưng mà con này của mình là màn zin nhé. Đấy, main zin màn zin thì không phải màn lô nhé. Màn lô thì các bạn đi thay màn thì là rẻ được một nửa nhé. Bình thường màn con này thì các bạn đi thay 4 triệu. Các bạn thay màn lô chỉ có mất 2 triệu thôi. Còn màn zin của nó thì là 4 triệu các bạn nhé. Đấy. Cái màn zin không là 4 triệu rồi đấy. Còn chưa tính main ruột các kiểu ABC. Bên mình đang bán các bạn với giá là 7.500.000 iPhone X nhé. iPhone X dạo này thì lên rất là cao. Bây giờ toàn trên 10 triệu hết các bạn. Đấy. Các bạn nào mà ôm được sản phẩm iPhone X các bạn đi bán thì bây giờ cực kỳ là lãi. Đấy. Đấy. Bây giờ Trung Quốc thì đang đóng biên các kiểu. Hàng trong nước thì không có. Mà cực kỳ là đắt nhá. Đây ạ, iPhone X đi ạ. Máy tình trạng mất Face ID. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 7.500.000. Bạn nào thích sản phẩm iPhone X này các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn ở gần có thể trực tiếp qua được hàng mà mua bán giao lưu trao đổi trả mới. Đây iPhone X nhá. 7.500.000. Rất là đẹp cho các bạn nhá. Đấy. Thời điểm này các bạn đi mua iPhone X rất là tuyệt vời, rất là sướng, rất là rẻ. Đây, iPhone X. Rẻ mà sướng. Lót 8 thì hôm nay nhà mình có mấy con thôi. Lót 8 hôm nay thì mình có 2 con. Đây ạ. Lót 8 hôm nay thì nhà mình còn đâu còn mấy con đây. Lót 8 thì hôm nay nhà mình về được 2 con này. Đấy, lót 8 thì 2 con đấy. Đấy, lót 8 thì hôm nay nhà mình về được hai con mà đồng giá này, hai con bị chấm màn hình đấy nhá, hai con bị kiểu bị chấm tí ti như kiểu là tí ở chỗ góc này nhá, đấy, chấm tí ti góc này, đấy, hai con gì nhỉ, hai con lót 8 này, đấy, hai con lót 8 màu đen bị chấm một tí ti góc màn hình nhá, đấy, máy đẹp là trên 90% các bạn nhá, máy rất là đẹp đấy, hai con này thì máy cực kỳ là đẹp đấy. Máy đẹp 90/90%. Tình trạng con này thì là nó bị ở chỗ cái cột sóng này. Này, con này là chỉ bị ở chỗ cái thanh pin này. Đấy. Này, con này chỉ bị tí ở chỗ cái thanh pin này. Đấy. Và con này thì bị chấm một tí đây các bạn nhá. Đây, chấm một tí đây. Hai con này thì là màn đẹp. Đấy, màn đẹp không ám ố nhá. Chỉ bị chấm một tí ti ở màn hình thôi các bạn nhá. Hai con này thì là màn đẹp không ám ố, chỉ bị chấm một tí ti màn hình thôi nhá. Hai con này thì là đều mình sẽ xem bảng bao nhiêu ghi. Nói chung là nó 8 các bạn cũng đã rõ rồi. Hai con này là bản RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì là màn hình của nó là màn hình. Màn hình con này là màn hình là 6.3 inch nhé. Đấy, màn hình tràn viền 6.3 inch. Màn hình của nó độ phân giải của nó là 2K nhé. Đấy. Đây, hai camera này. Chip con này chip Snap nhá, 8895 nhá, 8890 sao ấy. Đấy. Hai con này thì bên mình vẫn đang bán cho bạn với giá đồng giá các bạn với 3.600.000 nhá. Đấy, 3.600.000.
Hai con này đều là máy Hàn, hai sim hai sóng. Hai con này đều là bản Hàn, hai sim hai sóng nhé. Hai con này đều là bản Hàn, hai sim hai sóng ạ. Đây, hai sim hai sóng. Đấy, bản Hàn hai sim hai sóng. Đấy, bản Hàn hai sim hai sóng. Được cái nó chỉ bị chấm một tí thôi, nhưng mà cái màn của nó không bị ám. Bên mình đang bán các bạn với giá đồng giá, với giá là 3.600.000 nhé. Đấy, 3.600.000 một con. Đây, con này thì chấm tí đi góc ở đây này. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 mà bị chấm một tí ti mực màn hình này thì các bạn nhắn tin hàng mình được sớm nhất nhá. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.600.000 một con nhé, cực kỳ là rẻ đấy ạ. 3.600.000. Đấy. Tội gì các bạn phải đi mua sản phẩm điện thoại mới bây giờ làm gì đâu. Đấy, 3.600.000 cực kỳ là rẻ nhá. Nhưng mà được cái nó chấm nhưng mà nó không ám các bạn nhé. Con này thì bị ám hồng này. Đấy, con này thì bị ám hồng màn hình này. Đấy. Đấy, con này thì bị ám hồng màn hình. À, bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.500.000 nhá. RAM con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này là 3.500.000 nhá, màu hồng à, màu xanh đây nhá. Máy màu xanh nhá, con này là 3.500.000. Đấy, nó 8 này. Đây. Màn hình thì là bị ám hồng một chút thôi. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.500.000 nhá, con nó 8 màu xanh này các bạn nhá. Giá cực kỳ là rẻ cho bạn lựa chọn nhé. Lót 8 màu xanh 3.500.000. Màn hình thì chỉ bị ám hồng thôi nhá, không bị chạy mực nên các bạn yên tâm nhé. Đó. Đấy. Còn hai con này chấm tí mực nhưng mà không ám, 3.600.000 một con. Con này là 3.500.000 nhá. Đây. Màu gold thì hôm nay nhà mình về được hai con đây, còn hôm nay về được 1 2 3 4 5 con. Đây. Đấy. Con này thì là 4.300.000 nhá. 4.300.000 màu gold đấy. Đấy. Con này thì là màn hình đẹp không ám, chỉ bị hơi bị lưu trữ một tí chỗ đây thôi. Đấy. 4.300.000 các bạn nhá. Đấy. Màn đẹp không ám 4.300.000 đấy, màu gold đấy. Rất là đẹp, đẹp như là mới, đẹp leng keng này. Đấy, lót 8 này 4.300.000 nhá. Máy đẹp lắm. Đấy. Đây, màn cực kỳ là đẹp, màn sáng đẹp luôn. 4.300.000 một con này, màu gold nhá. Và con này màu đen. Đấy, con màu đen này thì là 4.200.000 nhá. Màu đen này đẹp nhá, 4.200.000 này. Màn gọi chỉ hơi ám hơi lưu trữ nhẹ nhá, không ám mà chỉ lưu trữ nhẹ thôi. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.200.000 con Note 8 màu đen này nhá. Đấy, hôm nay nhà mình về được 5 con. Con này là 3.500.000 và có 3 con này là hai con này là 3.600.000 này. Và hai con này 4.300.000 và con này là 4.200.000 nhá các bạn nhá. Đấy, mình tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp cho các bạn. Thì các bạn thích sản phẩm nào mình có thể nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình để mua bán nhé. Hôm nay thì nhà em lại về được con này là con gì nhỉ, mình sẽ xem con này là gì đây. Redmi. Để mình sẽ xem là Redmi gì các bạn nhé. Đấy, đây là Redmi C3i các bạn nhé. C3i này ạ. C3i. Của nó là RAM 2GB này. Bộ nhớ trong là 32GB nhé các bạn nhé. C3i ạ. Mình sẽ xem C3i. Đấy, C3i. Con này thì khách vừa mới gì nhỉ? Khách mới mua nhé. Đấy, con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì là khách mua chưa được đầy một tháng nhé. Máy đẹp thì không khác gì mới, các bạn chỉ thiếu một cái hộp. Các bạn thả hộp là thành máy mới các bạn nhé. Redmi C3i này thì là cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Màn hình con này thì là màn hình là 6,5 inch nhé, HD cộng nhé. Màn hình là 6,5 inch này. Đấy, 6,5 inch HD cộng. Pin con này là pin 5000 các bạn nhé. Đấy, pin con này được gọi là pin trang bị là pin 5000. Đây, hai camera, một đèn flash đấy. Con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 1.900.000 nhá. 1.900.000 sản phẩm Redmi 3i nhá. Pin 5000, màn hình là 6,5 inch. Các bạn dùng, nói thật với các bạn, pin 5000 các bạn dùng thì các bạn quá là ok, quá là vô tư nhá. Máy màu đỏ rất là nữ tính nam tính nhá. Đấy, màu con trai dùng được mà con gái dùng cũng rất là đẹp nhá. Bạn nào mà có bà xã hoặc là người yêu ấy thì hoặc là người thân các bạn mua về tặng các em nhỏ học sinh, bạn gái các kiểu thì các bạn mua sản phẩm tặng này, tặng rất là tuyệt vời ạ. Đấy. 1.900.000 nhá, Redmi 3i. C3i nhá.
Đấy, RAM 2 bộ nhớ trong 16GB. Pin 5000, màn hình là 6,5 inch đấy ạ, rất là rẻ. Năm 2020 điện thoại rất là rẻ các bạn nhé. Đấy, và con này là con Oppo A83 này. A83 thì con này thì bên mình sẽ bán cho bạn cực kỳ là rẻ. Đây ạ, Oppo A83, con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1 triệu đồng nhé. Hình thức thì vỏ cũng có cũ theo thời gian nhé. Đấy ạ. Vỏ thì cũng có xấu cũ theo thời gian nhé. Vỏ thì cũng có xấu cũ theo thời gian. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1 triệu đồng. RAM nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Oppo A83 đấy. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. 1 triệu đồng, vỏ thì cũ phải theo thời gian nhé. Này, Oppo A83 1 triệu đồng nhé, cho các bạn nhé. Đây. Và con này là con iPhone 6 thường này. Đây. Đây. iPhone 6 thường. Con này là bản quốc tế. Con này là iPhone 6 thường, con này là bản quốc tế các bạn nhé. Máy tình trạng là máy bị mất vân tay các bạn nhé. Con này tình trạng là máy bị mất vân tay. Đấy, iPhone 6 thường mất vân tay các bạn nhé. Đây là iPhone 6 thường mất vân tay. Đấy, tất cả chức năng bình thường, chỉ tình trạng là bị mất vân tay thì các bạn nhé. iPhone 6 thường mất vân tay đấy ạ. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1 triệu 200k nhá. Đấy, tội gì các bạn phải đi mua sản phẩm iPhone 5S làm gì đâu. 5S thì có nhiều chỗ bán 1 triệu 2 thì 1 triệu 1 nhá. Đấy, iPhone 6 thường bị mất mỗi vân tay thôi. Bản 16GB. Bên mình đang bán các bạn với giá là 1 triệu 200k các bạn nhé, iPhone 6 thường đấy ạ. 1 triệu 200k iPhone 6 thường nhé. Đấy, cực kỳ là rẻ cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 thường thì các bạn nhận hàng được sớm nhất nhé. 1 triệu 2 thì ạ. Cực kỳ là rẻ cho các bạn nhé. Rồi, bưng được quá. Đấy, con này con S7 này. Đấy, S7 này, con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Đây ạ, con này là bản 1 SIM nhé, quên mất. Con S7 là bản 1 SIM ạ. Đấy. Con S7 này bản Hàn 1 SIM nhé. Con này thì hình thức rất là đẹp. Đẹp, máy đẹp là 90% nhé. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1 triệu 800k nhé. Con S7 này ạ. Con S7 bản Hàn 1 SIM ạ. S7 Hàn 1 SIM, màn đẹp không ám ố. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1 triệu 800k nhé. S7 đấy ạ. Hình thức cũng khá là ok nhé. Đẹp 90% ạ. S7 đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 này các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. S7 1 triệu 900k đấy ạ. À 1 triệu 8 nhé các bạn, quên mất. 1 triệu 800k S7 nhé. Hôm nay mình vừa về là mỗi một con này thôi. Hàng dạo này nó khan kinh khủng luôn ạ. Đây, Z2 Bright. Thì hôm nay mình vừa mới về được hai con này xong. Hình thức thì cũng vỏ cũng cũ phải theo thời gian các bạn nhé. Z2 Bright thì các bạn mua cho ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là cái em nhỏ học sinh mà đi lên lớp ấy, mà tránh tình trạng là bị mất máy ấy, thì rất là tuyệt vời. 800k một con Z2 Bright đấy nhé. Z2 Bright là 800k một con, tặng cho ông bà bố mẹ người thân rất là ok nhé. Đấy, cũng là gần 12 giờ rồi mình cũng rất là buồn ngủ. Z2 Bright 800k. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thành lý cho bạn. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm bên mình các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thành lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và mai thì ngày cuối tuần. Thì mình chúc các bạn là một ngày nghỉ cuối tuần là vui vẻ. Nói chung là dịch bệnh thì đang Việt Nam thì công bố cũng có một tin là rất buồn, là cụ ông này cũng là nhiều tuổi lắm rồi nhưng mà cũng bệnh nhiều, đang vừa bị ca đầu tiên bị mắc chết vì vạch COVID-19 các bạn nhé. Việt Nam cũng vừa công bố là ca COVID-19 đầu tiên đấy. Nên là các bạn ở nhà thôi, đừng hạn chế ra đường nhé. Ra đường thì nhiều đeo khẩu trang mà rất là sợ. Rồi, iPhone X 7 triệu 500k cho các bạn nhé. Và hẹn các bạn vào clip vào tối ngày mai nhé.